Ly hôn có tội không? Sống và tìm cầu hạnh phúc là khát vọng không nguôi của con người. Tuy nhiên, hạnh phúc có nhiều hình thức, cung bậc và lẽ dĩ nhiên, con đường dẫn đến hạnh phúc cũng khác biệt nhau. Theo Đức Phật, có hai thứ hạnh phúc, đó là hạnh phúc xuất thế gian và hạnh phúc thế gian. Đức Phật không hề chối bỏ hạnh phúc thế gian. Ngài cho rằng việc mưu cầu và thụ hưởng hạnh phúc một cách chính đáng là lý tưởng sống của người cư sĩ tại gia. Có được một gia đình hòa thuận, thương yêu với điều kiện sống tương đối đầy đủ, với các mối quan hệ khả ái, biết hướng thiện, vươn lên. Đó là mơ ước của bất cứ một con người bình thường nào, và Phật gọi đó là hạnh phúc. Trong những điều kiện căn bản của hạnh phúc thì quan hệ hôn nhân và những chuẩn mực ứng xử trong quan hệ hôn nhân gia đình, mà ở đây gọi là đạo nghĩa vợ chồng, là một trong những yếu tố nổi trội và quan trọng hơn cả. Trong Phật giáo, hôn nhân được xem là sự quyết định hoàn toàn thuộc về riêng tư, cá nhân của mỗi người. Mặc dù các kinh điển Phật giáo không nói gì đến chủ đề của chế độ một vợ một chồng hoặc chế độ đa thê, cũng như không đặt quy tắc về cuộc sống hôn nhân, nhưng đã đưa ra lời khuyên cần thiết về việc làm thế nào để sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, một vợ một chồng. Theo kinh Parahava, Đức Phật nhận ra rằng một trong những nguyên nhân chính của sự đổ vỡ hôn nhân là sự dính líu của người đàn ông với những người phụ nữ khác. Thời đại ngày nay, việc này phát sinh cả từ phía người phụ nữ. Trong Phật giáo, cũng không có giới điều về việc thuyết phục một người phải kết hôn. Chỉ có giáo điều cho đời sống của một người độc thân hoặc hướng dẫn một đời sống hoàn toàn thanh tịnh, và cá nhân từng người có thể tự do quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hôn nhân. Việc ly hôn, ly thân tuy không bị cấm, nhưng Đức Phật cũng không khuyến khích điều này. Trên kinh Parahava, Ngài thường khuyên nhắc cho người đàn ông già không nên cưới những cô vợ trẻ, vì già và trẻ có nhiều quan điểm khó tương đồng, có thể dẫn đến vấn đề quá mức, bất hòa và sự đổ vỡ. Một cuộc sống hôn nhân tốt cần hình thành và phát triển dần dần từ niềm tin và sự bao dung của hai bên. Đức Phật dạy rằng, Kunda, đối với cuộc sống hôn nhân thì bình đẳng là điều quan trọng nhất. Một gia đình mà hai vợ chồng biết thương yêu hòa thuận thì gia đình đó mới có sinh khí thịnh vượng. Sự thịnh vượng này có thể lan tỏa khiến cho mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Trong thế gian, sự kết hợp của vợ chồng cần phải vượt ra khỏi sự ham muốn của thể xác và vật chất. Người vợ là một phần cơ thể của người chồng. Người chồng nên dành cho vợ sự tôn trọng và danh dự, cũng không nên làm vợ mình mất mặt trước mọi người. Người vợ không nên làm trái với chuẩn mực của người phụ nữ. Và người chồng cũng phải sống xứng đáng với đạo làm chồng, tránh xa các thói hư tật xấu. Mỗi quyết định của người chồng cần phải nghĩ đến tâm nguyện của người vợ. Yêu thương chồng mình cũng chính là trách nhiệm của người vợ. Xem gia đình chồng giống như là gia đình của mình, giữ vai trò là bến đỗ yêu thương, quan tâm chăm sóc cho mỗi thành viên trong gia đình chồng, tôn trọng nhau như là khách quý. Các vị tin tưởng lẫn nhau, vậy thì chân lý vô thượng sẽ thuộc về các vị, hay là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Trước hết phải tìm hiểu rõ ràng, rồi sau đó mới dốc sức để hoàn thành nó. Chẳng hạn như việc nấu cơm đun nước, đừng xem nó như một công việc tầm thường, không đáng quan tâm, mà phải xem đó là một cơ hội để chăm sóc cho mình, cho chồng và con cái của mình. Đối với bất cứ duyên lành nào trong cuộc sống đều không nên ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình. Hạnh phúc, thành công và của cải của con nên chia sẻ với mọi người, tránh xa cờ bạc và rượu chè. Đức Phật dạy rằng,
Khi hai người bước vào hôn nhân, đôi khi có những điều chưa hài lòng, bất mãn chưa thể hòa nhập với nhau. Nhưng nếu vợ chồng sống dựa trên tinh thần cố gắng lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng đối phương, thì tình cảm giữa hai bên sẽ luôn đong đầy. Đó chính là lý do mà cuộc hôn nhân chắc chắn sẽ hạnh phúc. Có hạnh phúc sẽ có tất cả. Tiền tài, danh vọng, địa vị và sự thăng tiến đều bắt đầu từ hạnh phúc gia đình. Theo Phật giáo, có bốn yếu tố dẫn đến hạnh phúc hôn nhân bền vững, đó là đồng tính, đồng đức, đồng trí và đồng thí. Đồng tính là cùng một niềm tin tôn giáo, cùng quan điểm về sự sống, về nhân sinh và vũ trụ quan. Đồng đức là cùng giữ gìn các phẩm hạnh đạo đức. Đồng trí là có nhận thức tương đồng. Và đồng thí là cùng có tâm rộng lượng, san sẻ, yêu thương với mọi người. Sắc đẹp và tiền tài không có trong bốn yếu tố tạo nên hạnh phúc bền vững. Tuy nhiên, không phải đạo Phật phủ nhận sắc đẹp và tiền tài, mà khi đã có bốn yếu tố kể trên thì mọi thứ đều có. Đức Phật dạy khi hai vợ chồng đều có đồng tính, đồng đức, đồng trí và đồng thí thì không những thiết lập được hạnh phúc trong hiện tại mà còn mang lại hạnh phúc trong những kiếp sống ở tương lai. Phật giáo nghiêm cấm tà dâm. Gia đình tan vỡ phần lớn là do vợ hoặc chồng đều có tư thông với đối tượng khác. Nếu cả hai biết giữ gìn nghiêm túc, không tà dâm thì gia đình sẽ êm ấm. Trong Phật giáo, giới luật cấm tỳ kheo không được làm môi giới hôn nhân, nhưng lại cho phép tỳ kheo giải hòa những cặp vợ chồng ly hôn, bởi vì sự ly hôn đều có ảnh hưởng tâm lý không tốt, đặc biệt là về việc giáo dục con cái. Cha mẹ phải có trách nhiệm về mặt đạo đức. Đứng riêng về quan điểm ấy mà xét, có thể nói đạo Phật phản đối ly hôn. Thế nhưng kinh Phật không có nói ly hôn là phạm tội. Theo quan điểm của đạo Phật, việc ly hôn không phải là vấn đề bị cấm đoán. Tuy nhiên, đạo Phật khuyên chúng ta nên hàn gắn hơn là sự chia rẽ, vì hôn nhân là việc hệ trọng trong đời nên cần phải giữ gìn và trân quý. Để tránh ly hôn, trước khi kết hôn, người nam và người nữ cần chuẩn bị thật tốt cho cuộc sống hôn nhân cả hai về mặt tâm lý, vật chất lẫn tinh thần. Vợ chồng đến với nhau là một sự kết hợp cả về tình yêu thương, bổn phận và trách nhiệm. Hai bên đều phải không ngừng sửa đổi những thói quen không tốt của mình, sống và đối xử với nhau bằng sự chân thành, đồng thời không ngừng khuyến khích và nuôi dưỡng những đức tính tốt ở người bạn đời, học lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu nhau và cảm thông. Vậy nguyên nhân vì sao lại có cảnh ly hôn? Nếu có chuyện tình cảm xung khắc không thể giải hòa, hoặc có lý do nghiêm trọng như bị ngược đãi, muốn nhẫn nhục chịu đựng cũng không thể được nên phải ly hôn. Nhưng nếu chỉ vì lý do thỏa mãn lòng tham, ích kỷ, tình cảm cá nhân với người thứ ba mà ly hôn thì đó là điều không có đạo đức. Đây cũng là tội ác, vì cha mẹ ly dị nhau, người đau khổ, thiệt thòi, bất hạnh nhất chính là con cái. Hiện nay tỷ lệ ly hôn đang ở mức rất cao. Sự việc này sẽ dẫn đến những vấn đề nan giải, hệ lụy diễn ra trong xã hội. Theo Tổng cục Thống kê năm 2019, ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 60.000 vụ ly hôn, tương đương với 0,75 vụ trong mỗi 1.000 dân. Có nghĩa cứ 4 đôi đăng ký kết hôn, có 1 đôi ra tòa, và mỗi năm tỷ lệ ly hôn lại tăng lên. Ở xã hội hiện đại, tỷ lệ gia đình đổ vỡ, ly hôn khá nhiều, và nguyên nhân phần lớn là có người thứ ba xuất hiện. Ly hôn đã trở thành một hiện tượng quen thuộc, thay vì xem ly dị là một điều xấu hổ, tổn thương, đau khổ, thì đối với họ dường như chỉ là cảm xúc buồn tạm thời. Chia tay người này lại có người mới. Thực tế, ly hôn là nỗi đau, là điều bất đắc dĩ không ai muốn cho những người trong cuộc và cả những người thân của họ. Có người sẵn sàng làm lại cuộc đời, có người thì không. Vì thế, sự kiên nhẫn và chịu đựng là rất cần thiết. Nếu hai vợ chồng có con cái, điều quan trọng là cha mẹ không nên nói xấu về người vợ, chồng trước đó của mình, vì điều đó ảnh hưởng không tốt đến con cái. Sau ly hôn, con cái vẫn rất cần có sự kết nối cả đời với bố và mẹ. Nếu chúng ta không biết cách dung hòa, dễ khiến các con đứng về phía người này để chống đối lại người kia. Thay vào đó hãy hợp tác,
giữ quan hệ bạn bè tốt với người đã chia tay để các con của mình không phải lạc lõng, bơ vơ khi cha mẹ không còn bên nhau nữa. Có rất nhiều trường hợp khi bố mẹ ly hôn, bé đã viết trong nhật ký rằng: con không biết nên nghiêng về phía nào cho phải. Về phía mẹ thì ba giận dữ, về phía ba nước mắt mẹ lưng tròng. Rồi cứ như vậy, bé bị căng thẳng trong thời gian dài, ức chế tâm lý thần kinh, phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Hậu ly hôn, bố mẹ có thể có nhiều bạn đời mới, nhưng các con mãi chỉ có một người cha và một người mẹ. Đó chắc chắn là sự thiếu hụt lớn trong đời đứa trẻ sau này. Hai nhà tâm lý học John B. Kelly ở Corte Madera, California, Mỹ và Robert E. Emory, trường Đại học Virginia đã kết luận: những người lớn lên trong cảnh cha mẹ ly hôn có xu hướng gặp khó khăn với các mối quan hệ, khó thân thiết với người khác khi còn trẻ, dễ thất vọng với hôn nhân, tỷ lệ ly hôn cao hơn và ít gần gũi với cha mẹ hơn. Tác giả Vicky Stark khẳng định, ly hôn không phải nguyên nhân chính khiến trẻ bị tổn thương nhiều nhất, mà là xung đột giữa cha mẹ trong thời gian dài. Nhiều trẻ trở thành công cụ trút giận của bố mẹ hậu ly hôn do sự thù địch và căng thẳng nảy sinh. Ví dụ như Tuấn Anh, 13 tuổi, sống ở quận Tây Hồ, Hà Nội, từng là nạn nhân xung đột giữa cha mẹ hậu ly hôn. Dù đã giành quyền nuôi con, nhưng bố Tuấn Anh không hề yêu quý con mình, thường xuyên đánh mắng. Ông cũng ngăn cản vợ cũ đến gặp con, nên dù thương nhớ, người mẹ chỉ có thể đứng nhìn con từ xa. Ở nhà, Tuấn Anh thường bị bố đánh tím người. Có lúc cậu bị bắt bê cơm nguội ngồi cạnh cửa ăn như đứa trẻ ăn mày. Bị bố ngược đãi, bị tước đoạt quyền gặp mẹ nên lúc nào cậu cũng ngơ ngác, buồn rầu, không lanh lợi như bạn bè cùng tuổi. Sau nhiều lần giành quyền nuôi con nhưng bất thành, cuối cùng người mẹ phải đành bỏ cuộc vì không muốn làm tổn thương con. Sau này, chính ông nội vì không chấp nhận nổi việc làm của con trai nên đã thuê luật sư cho con dâu cũ đòi lại được quyền nuôi con. Mối quan hệ của cha mẹ là hình mẫu đầu tiên của trẻ về tình yêu, lòng tốt và sự tôn trọng. Khi trẻ mất lòng tin về giá trị, chúng sẽ hành xử không tốt giống như cách cha mẹ đối xử với nhau. Điều này cũng khiến trẻ sợ yêu và sợ kết hôn. Một khía cạnh khác, sau ly hôn, cha hoặc mẹ tái hôn, cảnh sống chung với cha dượng hoặc mẹ kế, tình trạng con anh, con tôi dẫn đến việc thiếu trách nhiệm trong giáo dục con cái như bỏ mặc, ngược đãi. Hành động này sẽ tác động sâu sắc lên nhận thức non nớt của trẻ, gây ra những bất hòa, tổn thương tâm lý, thậm chí cả tính mạng. Vụ bé gái 8 tuổi ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh gần đây bị bạn gái của bố bạo hành đã khiến dư luận chấn động vì sự tàn ác, vô cảm của thủ phạm và của cả bố đẻ nạn nhân. Việc thường xuyên phải hứng chịu sự thù hằn của bố mẹ hoặc bị bạo hành về tinh thần, thể xác sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách, tâm lý, sự phát triển của trẻ và các vấn đề về sức khỏe và tâm lý như tự ti, rối loạn, lo âu, thậm chí là trầm cảm. Tái hôn. Với người đã ly hôn, khi lựa chọn người tái giá, có ai nghĩ đến sao cho lành với cuộc sống của con mình không? Chính việc tái giá lại mang thêm nhiều nỗi đau khác, nặng hơn cho những đứa trẻ, bởi thực tế có rất nhiều sự việc đau lòng đã xảy ra. Chỉ khi được phát giác, các con được cởi bỏ thì hậu quả đã quá nặng nề, ảnh hưởng cả cuộc đời đứa trẻ. Rất nhiều bé gái bị cha dượng xâm hại nhiều lần đến mang thai. Ví như trường hợp anh Hận, sống chung với chị C, đã ly hôn chồng và có con gái riêng ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận. Hận nhiều lần giở trò đòi bại với con gái riêng của vợ cho đến khi bé gái mang thai. Chị C sau đó đến công an trình báo vụ việc. Tại cơ quan, Hận thừa nhận hành vi đòi bại của mình. Và trường hợp cháu N ở Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, có cha mẹ ly hôn, bé ở với mẹ, sau đó mẹ lấy chồng mới là TV. Một hôm cháu N sang nhà bà nội chơi, khi thấy cháu N có biểu hiện bất thường, bà gặng hỏi thì cháu kể lại nhiều lần bị cha dượng xâm hại trong suốt 2 năm qua. Gia đình lập tức trình báo cơ quan chức năng. Người cha dượng và mẹ ruột sau đó cũng được cơ quan chức năng mời lên để điều tra làm rõ. Tháng 2 năm 2021, bé gái 12 tuổi
trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, cũng bị mẹ đẻ bạo hành và người tình của mẹ xâm hại tình dục. Bố mẹ ly hôn, bi kịch cuộc hôn nhân của người lớn đã đẩy cuộc đời những đứa trẻ non nớt, đáng thương ấy vào những địa ngục trần gian. Khi cha mẹ ly hôn, những đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào? Tác giả Judith Wallerstein ở trường Đại học California, Mỹ cho thấy hầu hết những người trưởng thành có cha mẹ ly hôn khi còn nhỏ đều gặp các vấn đề nghiêm trọng như trầm cảm hay gặp khó khăn với các mối quan hệ trong cuộc sống. Jason Thomas ở trường Đại học Pennsylvania, Mỹ và Robin Hornus ở trường Đại học Louisville nghiên cứu cho thấy trẻ em dưới 7 tuổi phải trải qua thời gian cha mẹ ly hôn đã chịu ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe so với những đứa trẻ khác. Hai nhà xã hội học khám phá ra rằng việc ly hôn của cha mẹ khi trẻ còn nhỏ có liên quan đến sự phát triển về thể chất và các vấn đề về sức khỏe cho con cái, đặc biệt khi đến tuổi 50 sẽ trở nên tệ hơn. Ngoài ra, cha mẹ ly hôn sớm cũng tạo nên những hành vi không mong muốn, ví dụ như trẻ hút thuốc lá. Bởi một người có cha mẹ ly hôn thường đối mặt với sự căng thẳng về tâm lý lẫn tình cảm khiến họ tìm đến việc hút thuốc. Một lời khuyên cho những người muốn ly hôn là nên thảo luận xem họ sẽ nói gì với con cái và tùy vào độ tuổi của các con, họ sẽ phải giải thích hợp lý như thế nào về lý do khiến họ phải ly hôn. Nhất là giải thích những gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi ly hôn đối với cuộc sống của đứa trẻ. Sự trung thực của cha mẹ với con cái lúc này sẽ khiến trẻ ít bị tổn thương hơn khi chúng lớn lên. Ly hôn, trăm nghìn nỗi đau đổ đầu trẻ. Vậy có bao nhiêu ông bố, bà mẹ chịu hiểu rằng những sang chấn trước và sau ly hôn có thể là chiếc mắc cài trong tâm lý trẻ suốt đời, khó có thể cởi bỏ? Những góc tối trong lòng đứa trẻ ở những gia đình tan vỡ, có mấy người làm cha, làm mẹ hiểu thấu, cảm thông và sẻ chia với các con? Nhiều đứa trẻ nghĩ đến cái chết để giải thoát mình khỏi những bất hạnh. Thực tế, nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi trong suốt giai đoạn cha mẹ lục đục cho đến khi đi đến ly hôn. Thậm chí, có em suốt đời thơ ấu ám ảnh bởi những tranh cãi của cha mẹ. Đứa trẻ tự bơi trong những hỗn độn tinh thần, lạc lõng, cô đơn và sợ hãi. Chị HN dù đã là người trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo nhưng chị vẫn đau đớn khi chia sẻ lại câu chuyện của đời mình. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Tôi đã từng tự tử và không muốn mình được sinh ra. Anh V thì thừa nhận, công nhận rằng việc cha mẹ ly hôn đã ảnh hưởng đến tâm lý và các mối quan hệ của tôi. Nhiều lúc tôi rất chán chường và từng có ý định tự tử, nhưng nghĩ lại tôi không còn cách nào khác ngoài cố gắng. Hậu quả do ly hôn mang lại có thể tấn công, ảnh hưởng đến đứa trẻ ở nhiều khía cạnh. Đơn cử như trẻ hạn chế giao tiếp, cảm nhận tổn thương, mất mát và cô đơn ngay trong nhà mình, không muốn nói chuyện với ai. Vậy ảnh hưởng của ba mẹ ly hôn đối với con cái như thế nào? Trong thời gian ngắn, mọi thứ có thể trở nên khó khăn với một đứa trẻ khi chúng chứng kiến bố mẹ cãi vã và chia lìa. Tâm trí của chúng vẫn còn yếu ớt và chúng có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những sự kiện xảy ra xung quanh. Lo lắng, căng thẳng liên tục, nỗi đau buồn, vỡ mộng và đau khổ, tâm trạng thất thường và dễ nóng giận. Tác động trong ngắn hạn của ly hôn có thể cản trở sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Điều này có thể dẫn đến những hệ lụy lâu dài. Trong dài hạn, một đứa trẻ có nhiều nguy cơ phát triển hành vi bạo lực và chống đối xã hội khi bố mẹ ly hôn. Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến sự hình thành tư duy tội phạm, đặc biệt là ở lứa tuổi vị thành niên. Khi con cái lớn lên và chứng kiến cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ, chúng nảy sinh nghi ngờ về tình yêu và sự gắn bó trong một mối quan hệ. Ma túy và rượu bia trở thành cách thức để trẻ vị thành niên trút bỏ nỗi thất vọng và lo lắng. Tỷ lệ lạm dụng chất kích thích cao hơn ở thanh thiếu niên có bố mẹ ly hôn. Cảm giác đau buồn do bố mẹ ly hôn có thể khiến con trẻ rơi vào trầm cảm. Những tác động tiêu cực đến tâm lý của trẻ sau khi bố mẹ ly hôn làm giảm sự quan tâm của trẻ đối với việc học hành.
kết quả học tập ở trường của chúng cũng bị sụt giảm nghiêm trọng, cản trở triển vọng nghề nghiệp của chúng khi trưởng thành. Những hệ lụy, những đau khổ, tổn thương đổ lên đầu con trẻ là vậy, để rồi những đứa trẻ ấy tiếp tục sống trong cô đơn, buồn tủi, giận hờn. Có khi chúng còn tạo thêm tội ác thì nguyên nhân chính là từ ai? Từ cha mẹ hay từ xã hội? Nếu vì bạn ly hôn, để rồi con bạn trở thành kẻ nghiện ngập ma túy, rơi vào vòng tội lỗi, cướp của giết người thì nguyên nhân sâu xa từ ai? Bạn chính là cái nhân để con bạn tạo nên những tội lỗi ấy. Vậy bạn có tội không? Bạn có chịu chi phối của nhân quả khi bạn ly hôn để con bạn thành tội phạm hay không? Những người cha, người mẹ đã, đang và sắp ly hôn, hãy đi dạo quanh các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 23 giờ đến 3 giờ sáng sẽ tận mắt chứng kiến những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ, không cha, không mẹ, không nhà, không cửa, nằm vật vã ở hiên nhà phố hay dưới các gầm cầu, xó chợ. Các em đâu có đủ chăn áo ấm giữa đêm đông lạnh giá của miền Bắc. Các em đâu có được bữa ăn đầy đủ bên gia đình. Trong số trẻ em có rất nhiều bé có cha mẹ ly hôn, không ai chịu nuôi con. Có khi họ nhận nuôi con, nhưng đi bước nữa để rồi cảnh sống địa ngục trần gian đổ lên đầu đứa trẻ đến mức không thể chịu được, khiến con phải đi lang thang tự kiếm sống. Vậy trước khi bạn quyết định ly hôn, hãy nhớ đến bài học ngàn vàng: phàm làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Bạn được gì, mất gì, con cái bạn sẽ ra sao trong quyết định đó của bạn. Đừng vì cái tôi ích kỷ, sự nóng giận tức thời, đừng vì sự cống cao ngã mạn mà đưa ra những quyết định làm chết cả một gia đình. Pháp luật tuy không cấm ly hôn, giới luật nhà Phật cũng không cấm người ta ly hôn, nhưng chúng ta hãy suy nghĩ xa một chút về hậu quả của việc ly hôn đối với con cái, gia đình và xã hội. Chính việc ly hôn của bạn tạo nên một năng lượng xấu, tiêu cực cho mình, cho con cái, gia đình và xã hội, và cũng là từ trường tiêu cực góp phần tác động lên trái đất này, làm cho thế giới thêm bất an. Hôn nhân đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của xã hội, vì gia đình là tế bào của xã hội. Vợ chồng trong gia đình hòa thuận, hạnh phúc mới góp phần tạo nên xã hội hạnh phúc, phát triển. Là người Phật tử tại gia, chúng ta hãy giữ trọn vẹn năm giới, trong đó có giới tà dâm, để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình mình và các gia đình khác. Đó chính là tạo ra từ trường tích cực cho toàn xã hội. Nếu việc bạn ly hôn vì có người thứ ba, tức là bạn vi phạm giới tà dâm, thì quả báo của bạn sẽ là cảnh địa ngục vô cùng thê thảm, muôn lần sống, muôn lần chết. Đạo tràng online luôn khuyên Phật tử tại gia chúng ta phải đời và đạo song tu, hành hạnh Bồ Tát giữa chợ đời, làm tròn chữ hiếu, làm tròn bổn phận tại vị trí mình đang đảm nhiệm. Học làm cha, làm mẹ, làm con, học làm ô sinh trong gia đình, thì làm sao chúng ta phá vỡ hạnh phúc gia đình, làm ảnh hưởng đến tương lai của con trẻ. Từ những phân tích, dẫn chứng ở trên, vậy thì theo bạn, ly hôn có tội hay không? Lý do để ly hôn là gì mới không có tội? Ly hôn của bạn có làm tổn thương hay đau khổ cho ai đó không? Hãy đứng trên quan điểm luật nhân quả và những lời Phật dạy để tính toán trước khi quyết định ly hôn bạn nhé. A-di-đà Phật, xin kính chúc cho mọi người, mọi nhà luôn hạnh phúc, tin sâu nhân quả, biết đến Phật Pháp, giữ trọn năm giới, phát tâm Bồ Đề, phát tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, thành tựu ngay đời này. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh.